Đầu gối chúng ta mình xin chào các bác nhá. Hiện tại là 10 giờ của ngày 29 tháng 12 năm 2021 rồi. Và em rất hân hạnh được đón bác Hùng ở khu 1 phường Chương Dương, thành phố Việt Trì đây, để ký duyệt bộ trang kỷ và chiếc tập vụ. Và nhân đấy bắt đầu ghế từ đấy. Đó. Đấy, anh đã ký về chiếc trường kỷ, chất liệu gỗ lim trường đại các bạn nhé. Cái chiếc dài là 2m17 đấy. Ở đây đục đỏ tứ quý, đúng chú thuốc mai, giữa là sen cỏ này. Lim rất là đẹp nhé. Rất chi là đẹp nhé. Tập thập biểu phần mai đó. Thập biểu phần mai nhá. Dạ quyền là dày 10 phân trên 24. Mẫu là 4 chân là hồng chữ nhá. Rất là đẹp. Đây. Đầu tiên là 10 con chim biểu trên một kênh ma, gọi là thập biểu con ma. Đó, ở giữa là có một cái chữ phúc rất là bồng bềnh, hoàn toàn là được tay nhé, rất là kinh bồng, rất là kinh bồng, rất là kinh bồng. Mét hoa chi tiết, mét hoa chi tiết. Trên này nhảy ví dụ đây là bác Hùng ở khu 1 phường Chương Dương, thành phố Việt Trì đấy. Đấy, ngoài ra là đuôi lục bình cá cờ này, quý khách nào có nhu cầu xin liên hệ cơ sở đầu gỗ Tùng Tám nha. Sao rồi. Bàn nữa đâu. Bàn đấy rồi. Bàn đầu tiên rồi. Rất kỳ. Đây là bộ tần cột 12 hàng siêu vip này, nhưng mà gỗ đỏ cột liền, à chất liệu là gỗ hương đá này. Cột liền đó. Kỳ vậy. Đây là dọa tiền, à dọa đốc rồi các bạn. Đốc mà không được bỏ hồn chẳng. Đường dưới là cẩn thận. Đây là một chiếc tập hương đá của một vị khách hàng. Đây bác Hùng này là cũng là khách quen thuộc. Lúc trước là con trai của bác đã mua một số đồ dùng nội thất trong nhà rồi. Và hôm nay là bác mua tiếp một bộ của gia đình nhà bác nữa. Thì xin cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của đồ gỗ Tùng Tám nha. Và xin chân thành cảm ơn.